Mở đầu là các tin tức pháp luật. Thưa quý vị, sau nhiều ngày xét xử, chiều qua tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án phạt hai cha con đại gia Thiện Soi tổng cộng 29 năm tù giam. Cụ thể, Lê Thái Thiện tức Thiện Soi bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 13 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là 15 năm 6 tháng tù cùng tội danh con trai thiện là Lê Thái Phong lần lượt lãnh 2 năm tù tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 11 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên vô hiệu một số giao dịch chuyển nhượng nhà đất, tài sản giữa các bị cáo Thiện, Phong với các bị hại. Tuyên buộc sung công quỹ nhà nước số tiền các bị cáo thu lợi bất chính. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, Thiện soi và con trai có hành vi cho 9 người khác nhau, vay tổng số tiền gần 325 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109% một năm đến 146% một năm.